Yes, ok và chào 500 anh em. Thì trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm sao đó để chúng ta có thể rút gọn đường link thông qua một cái website rất là hay. Đó là linktr.e, mình gọi là Linktree. Rồi, thì bây giờ cái đó nó có công dụng gì? Thì bây giờ rõ ràng là thời gian vừa qua thì chúng ta đang sử dụng bit.ly đúng không nào? Để chúng ta rút gọn link. Tuy nhiên rằng là cái đường link đó thì sẽ dẫn thẳng mình tới cái trang bán hàng của Clickbank. Thì bây giờ mình có cái cách khác để giúp cho cái trang đó nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Giả sử đây nhá, đây là kênh Instagram của Sơn. Sau đó thì Sơn bấm một cái đường link ở đây, Sơn bấm một đường link ở đây, thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái thanh menu khác nhau. Đó, và mình có thể tùy chọn để mình bấm vào bất kỳ cái thanh menu nào thì nó cũng ra được. Giả sử đi, đây là My Facebook đi, thì nó sẽ hiện ra đó là cái trang Facebook cá nhân của Sơn. Ok, hay là mình bấm vào cái nhận email đi thì nó sẽ ra được cái landing page về cái chương trình học Clickbank của mình. Đấy thì cái Linktree này là trên một đường link thôi, nhưng nó có thể dẫn về diện nhiều nguồn cho mình. Rồi ok, thì bây giờ này cái đầu tiên là chúng ta cần phải đăng ký cho nó một cái tài khoản đúng không nào? Thì đăng ký tài khoản thì các bạn nó vào cái website mà mình đã để ở phía bên dưới cái video này rồi đó. Sau đó chúng ta bấm vào phần sign up free. Trong cái phần sign up free này á, sorry cái này thì mình đã đăng ký rồi nhá. Đó, trong cái phần sign up free này. Đó, sign up free. Bây giờ mình gõ vào. Sau đó các bạn bấm vào phần đó là sign up free ở đây. Thì chúng ta có thể lựa chọn rằng là một đó là mình có thể đăng ký qua email. Sau đó chúng ta có thể điền username và password và nhập lại mật khẩu là một lần nữa. Hoặc là các bạn nếu mà đang đăng nhập vào tài khoản Instagram á, thì các bạn bấm vào sign up with Instagram là mình có thể đăng ký được một tài khoản thành công nhá. Thì nó chỉ qua một cái bước rất là đơn giản thôi, là mình sẽ cần xác thực lại bằng Gmail là xong, được chưa? Sau đó thì khi mà chúng ta vào á, thì nó có một cái giao diện như sau. Đây chính là cái giao diện của cái app Linktree này. Và các bạn đang nhìn thấy một cái cách mà Sơn đang làm nhá. Đó, thì ở đây chúng ta bấm vào phần Add New Button Link. Đó, thì nó sẽ hiện ra được những cái button. Cái đầu tiên là cái title. Cái thứ hai đó là về cái đường link. Thì đây là mình đã lưu sẵn trước cái kênh của mình rồi, về Keto Change My Life chẳng hạn. Rồi, thì đây giả sử đi, bây giờ mình muốn cái này là Instagram. Thì mình gõ trên này là title đó là Instagram, ví dụ là mình ghi là My Instagram chẳng hạn đó, hoặc là mình ghi là follow My Instagram đó, lời kêu gọi hành động luôn, follow My Instagram. Sau đó thì phía bên dưới này là mình dán cái đường link Instagram của mình vào xuống đó là xong. Mình bấm vào màn hình đây thì nó sẽ xanh, sau đó nó hiện lên bên này rồi, follow My Instagram. Rồi, hoặc là mình có thể lên thêm chữ là follow my Pinterest nè. Rồi, subscribe my YouTube channel. Đó, thì các bạn cần phải chuẩn bị sẵn ra những cái này nhá. Sơn có thể là sẽ làm sẵn cho các bạn, và sau đó thì các bạn chỉ cần copy, nhớ kéo xuống ở đường link phía bên dưới video thì Sơn sẽ cập nhật cho các bạn cái điều này nhé. Rồi, follow my Pinterest này, subscribe my YouTube channel. Đây thì mình đang làm mẫu nhá, đang làm mẫu cho các bạn. Còn cái cơ bản là chút nữa mình sẽ xóa mấy cái này đi, bởi vì đây là cái trang Instagram cá nhân của mình. Rồi, cuối cùng đó là trang bán hàng dẫn tới đường link affiliate này, nó được gắn cái đường link của mình ở Sơn PS này. Ok, thì nó sẽ hiện như vậy. Bây giờ mình có thể xem thử nó bằng cái cách là ở đây là mình cũng có đường link vừa rồi, bây giờ mình chỉ cần refresh nó thôi thì nó sẽ cập nhật mới thêm cho mình. Mình không quan tâm tới cái phần vừa nãy nó có sẵn đây nhé. Thì bây giờ mình nó cập nhật mới này, follow my Instagram này, bấm vào cái này thì nó sẽ ra cái trang Instagram của mình.
mình bấm vào phần nó follow my Pinterest thì nó sẽ ra cái trang Pinterest của mình, nó ra trang Pinterest, hoặc là mình bấm vào cái trang bán hàng thì nó sẽ ra là 28 ngày giảm cân keto. Đó, Pinterest giảm cân keto với cái đường link affiliate của mình, đường link affiliate. Sau đó thì khi mà các bạn đã tạo ra được cái đường link thành công rồi thì mình có thể vào trong đây mình chỉnh nó một chút, là mình vào phần setting mình có thể chỉnh màu của giao diện này, thì các bạn có thể tùy chỉnh sửa nhé. Ví dụ nhá, bây giờ mình không thích màu đen đi mà mình thích màu cam đi chẳng hạn, thích màu cam đi, thì bây giờ là khi mình chỉnh xong rồi thì mình refresh nó ra cái màu cam cho mình đó. Hoặc là bây giờ mình thích cái màu tím tím rồi đi thì mình refresh nó thì nó ra cái màu tím như vậy đó. Đây là giao diện trên máy tính, còn giao diện trên điện thoại thì nó hiện như cái màn hình ở trên này, được chưa, các bạn hình dung không nào? Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta có thể change cái avatar đi, change cái avatar, thay đổi cái avatar của mình đi để nó phù hợp với cái sản phẩm của mình. Còn nếu mình không thay đổi avatar thì nó sẽ không có gì ở đây. Thì đó là cái cơ bản nhất về cái giao diện, về cái Linktree. Thì khi mà các bạn đã xong rồi á, các bạn xong rồi thì các bạn copy cái đường link ở đây, bấm vào copy đường link ở đây và mình vào cái mục là edit my profile để mình chỉnh sửa cái đường link đi. Đơn chưa các bạn? Ok nhá. Thì đây là cái hướng dẫn rất là đơn giản thôi, cực kỳ nhanh chóng để chúng ta có thể tạo được một cái đường link rút gọn mà sau đó nó có thể mở ra cho chúng ta được nhiều cái cửa sổ khác nhau. Thì bây giờ là tạm thời là mình sẽ xóa mấy cái này đi nhá. Xóa mấy cái này đi. Thì cái phần này nó sẽ cho chúng ta được sử dụng miễn phí, hình như là miễn phí trọn đời luôn đó các bạn. Bây giờ nhé, mình vào phần Pro đây. Thì cái free này này thì dường như là mình không có thấy là nó ghi mục thời gian là mình được miễn phí bao nhiêu lâu. Thì chắc chắn là cái này được miễn phí trọn đời. Còn cái bản trả phí là 6 đô la một tháng. Thì bây giờ mình có thể bấm vào phần dịch ở đây này. Cái bản miễn phí thì nó cho chúng ta là nhận liên kết không giới hạn. Và xem được tổng số lượng liên kết mà mà người khác đã nhấp vào. Thì cái lượng liên kết đó nó hiện đây này, lifetime view, thì tổng là có 32 người đã bấm liên kết của mình. Nhưng mình muốn xem chi tiết theo từng ngày thì mình bấm vào cái phần là sign up for Pro, có nghĩa là mình phải nâng cấp lên cái bản trả phí. Nhưng nếu như thời gian đầu thì cái lời khuyên của Sơn thì các bạn không cần nó phải trả phí cho nó. Đến sau này, ví dụ như bây giờ các bạn có 5, 10 cái tài khoản Instagram rồi, hoặc là bạn nó muốn đo lường theo từng ngày, từng ngày, từng ngày, từng ngày một, hoặc là bạn muốn cho cái trang này nó đẹp mắt hơn, bởi vì nó có thể xóa được cái logo Linktree đây này và nó thêm được một vài những cái chủ đề, thêm được một vài cái màu sắc, cái ký hiệu, ký tự, nút bấm nó đẹp hơn đó và nó nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó này, nó còn gắn được mã pixel trên Facebook để mình có thể là chạy quảng cáo remarketing trên Facebook và Instagram được. Đối với những người nào đã bấm vào cái Linktree này rồi thì mình sẽ remarketing được họ lại này, hoặc là mình sẽ remarketing được với cả Google này, thì rất là tuyệt vời đúng không nào? Đấy, nên nếu khi nào mà chúng ta có lượng traffic có, bây giờ ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ có khoảng 30 đến 50 lượt click một ngày thôi á thì nó chưa có nhiều. Đó, dùng bản miễn phí là ok. Nhưng sau này ví dụ giả sử đi các bạn có khoảng 500 lượt click một ngày hay là 1.000 hoặc hơn một ngày như vậy thì chúng ta nâng cấp cái bản này lên, thì lúc đó thì chúng ta đã tạo được cái thu nhập rồi thì mình nâng cấp lên chẳng vấn đề gì đúng không nào? Ok rồi, thì cái video này nó rất là đơn giản rồi, thì chúc các bạn làm được thành công và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Bye bye.